Vâng, Quân thì có lẽ là xem nhưng bài của chúng ta có lẽ là hơi nhọ dành cho Idol Bell, và chúng ta cũng không nên tiếc làm cái gì cả. Và cái map đấy chính là vẫn là cái map khó cho chúng ta thôi, và kể cả là Van Love được kích đời trong 9 U97 cũng là một bài mắc binh cũng không hề kém. Cái lợi thế của chủ đến từ Hồng Anh so với U9 so với cả Idol Bell là rất nhiều. Chúng ta là thất bại trong trận đấu đấy là dễ hiểu. Và chúng ta cùng đến cả trận đấu đầu tiên trong xe đấu thứ hai. Bây giờ bạn có AC. AC giờ vào game thủ mà một cầm. Mà một chính là Hồng Anh. AC kèm Baby. Quân của chúng ta là hai Egypt. Tính ra bên bạn có AC gọi dễ đánh hơn một chút. Vì thông thường những quân như thế này thì Baby sẽ người đi bắn máu để cho cung tuyển rơi vào đúng tay người cầm, đó chính là Hồng Anh được lên ngôi. Trong trận đấu chung kết thì gần như là mình đã nỗ lực tập trung bình luận, nhưng chiến thắng thuộc về bên đội bạn, chúng ta phải chấp nhận thôi. Và bây giờ thì lướt qua trên khung chat, vâng, vừa đập vào mắt mình đây, 500 sao đến từ Linh Văn Nguyễn, và xin cảm ơn Linh Văn Nguyễn rất nhiều. Thua chúng ta sẽ người đi gỡ, và rất mong quý vị khán giả sẽ ở bên cạnh những lúc game thủ đang khó khăn. Và xin chào Dâu Tây, và xin cảm ơn Dâu Tây là người gắn sao nhá. Và xin cảm ơn Dâu Tây, vâng, Dâu Tây gửi tặng cho Văn Lớp 500 sao. Vâng, hai tơn liền đập vào mắt mình đấy là những cái tơn 500 sao. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trên fanpage của game thủ Văn Lớp. Đây là một buổi luyện tập cuối cùng trước giải đấu Hà Nội Open lần thứ 7. Và xin cảm ơn Việt Xuân. Hôm nay là chúng ta phải cố. Bằng kèo hôm nay là chúng ta được đánh giá, theo mọi người đánh giá thì là hơi khoai. Nhưng mà mình, với mình, quan điểm mình chả có cái gì khoai mà chúng ta không có thể là giành thắng cả. Phong độ các game thủ và cũng như là quân bài sẽ quyết định khá nhiều về tỷ số. Chung kết thì bên đội bạn Quân nói chung là cũng đang fail thôi, bên đội bạn có may mắn hơn chút về bài. Và ngày mai thì bắt đầu là ngày 28, là ngày đầu tiên của giải đấu Hà Nội Open lần thứ 7 rồi. Và mình xin phép được cung cấp thêm một chút thông tin cho những người vào sau xem sau, để quý vị khán giả được nắm rõ một thông tin chi tiết về giải đấu này được chính xác nhất. Đó, giải đấu Hà Nội Open lần thứ 7 được tổ chức bởi đơn vị công ty truyền thông và trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông giải trí Việt, hay là trang chủ vectv.net. Trong giải đấu thì chúng ta nên cảm ơn tất cả các nhà tài trợ Kim Cương, PlayOnline.win, nhà tài trợ vàng GameTV, BB Club, Sài Gòn New, nhà tài trợ đồng hành với đơn vị truyền thông như GameK.vn, Info.vn, GameMan.vn, GameTV và PlayOnline.win. Giải đấu này chúng ta có hai cái thể loại, đó chính là 22 và 44. Và thời gian thi đấu thì bắt đầu từ ngày mai, ngày 28, và 29 và 30 là ngày kết thúc. Địa điểm thì tại ngõ 165 Cầu Giấy, đi thẳng sâu vào 200m, số nhà 20. Đấy là quán game Pegasus, một quán game cực kỳ rộng rãi, thoáng mát và điều kiện cơ sở vật chất rất tốt cho các game thủ thi đấu. Ngày 28 tức là ngày mai thì chúng ta sẽ đến với cả nội dung 22 trước. 22 trong giải đấu Hà Nội lần thứ 7 này thì có rất nhiều các cặp đấu của các clan. Nhiều lắm, chưa bao giờ mình thấy một cái giải đấu 22 đông như thế. Còn giải đấu giải 44 Random thì sẽ được tổ chức vào ngày 29 tức là ngày kia. Còn cơ cấu giải thưởng của giải 44 thì sẽ là 25 triệu nhất. Còn nhì thì là 15 triệu, ba thì 10 triệu, còn cộng với cả cúp cờ kỷ niệm trường kèm theo. Giải 22 thì chúng ta cũng có cơ cấu giải thưởng cũng là tương đối hấp dẫn. Vâng, giải nhất 15 triệu, nhì 9 triệu, ba 6 triệu cộng cúp cờ kỷ niệm trường. Rất mong quý vị khán giả sẽ theo dõi và như ủng hộ giải đấu Hà Nội truyền thống. Và lần đấu và lần này đây sẽ là cái giải lần thứ 7 của Hà Nội Open được tổ chức. Vâng, mình là người bình luận viên Linda, cũng là người rất là vinh dự khi giải đấu đầu tiên của Hà Nội thì mình cũng là người đoạt chức vô địch.
Hy vọng rằng năm nay Hà Nội của chúng ta 4-4 đang có một cái phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ lên ngôi vô địch. Cần một phong độ tốt và cần thêm một chút yếu tố may mắn nữa. Đánh kèo thì chúng ta thắng tương đối nhiều. Phong độ gần đây Hà Nội đang rất là mắc binh, nhưng cần phải yếu tố may mắn nữa. Trong các cặp 22 thì trong giải đấu năm nay thì có rất nhiều các cặp mà khỏe. Hà Nội của chúng ta thì có Cam Quýt và Xi Măng, Văn Lấp thì cặp với Văn Nhất này, BB cặp Dương Còi, Chim Sẻ cặp Phương Nam, Hồng Anh cặp với cả Công 9X. Đây là một cặp rất khỏe đây. Hồng Anh, Công 9X và toàn hệ giáp trong cái map 22. He He cặp với Ken Z, một tay chém và cũng như một tay chủ lực tốt đến từ Ken Z. No 1 cặp với Tịnh Văn. À, No 1 cặp với Không Được Khóc. Gắn đi cặp với cả Tịnh Văn. Chip Boy thì cặp với cả Sáng Sô-cô-la. Nói chung là năm nay rất nhiều cái giải 22 nhiều cặp kinh khủng luôn. Và chúng ta có một cái cặp cực kỳ chú ý đối với cả Hà Nội, đó chính là cặp Tí và Xuân Thứ. Là hai người có khả năng đánh map 22 rất tốt. Hà Nội sẽ có hai cặp và tương đối khỏe, đó chính là thân chủ Cam Quýt và như Xi Măng. Tí thì sẽ cặp với Xuân Thứ. Hà Nam thì có cả Hoàng Mai Nhi cặp với Tễu. Văn Lớp thì cặp với Văn Nhất rồi. Cặp đấu 22 của bên BB. Vâng, Tiểu Màn Thầu cặp với Beo. Mình cảm giác cặp này còn khỏe hơn cả BB với cả Dương Còi. U98 cặp với Mạnh Hào. Chuyên Bệnh cặp với cả U97. Duri cặp với cả Hoàng Công Nghiệp. Đấy là một số những cái team gọi là mình đang chú ý. Và còn ngoài ra thì còn rất nhiều các cặp đấu 22 khác. Nhiều lắm, giải 22 nhiều cặp kinh khủng. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thôi. Không biết, không kịp rồi, còn lạc đà đã sổ vào nhà Văn Lớp. Bỏ được cái BE đấy thì chúng ta sẽ có là ok. Còn không bỏ được BE thì chúng ta sẽ là siêu yếu. Bên đội bạn đang có một cái phong độ cũng như là cái cảm hứng sau khi thắng C đấu thứ nhất với tỷ số là 3-2, một tờ lội ngược dòng đến từ cặp đôi Thái Bình. Người ta đang có một cái cảm hứng rất tốt. Hai game thủ của chúng ta cần nỗ lực và cố gắng hơn.